cho nó ăn đi. Sao em không để trong này? Để trong này đi. Nó không ăn, nó cứ bò đi đâu ấy. Em cứ để đây cho nó ăn. Không, nó không tự ăn đâu. Con này toàn phải. Nó có tự ăn mà. Con này. Em thử bẻ một miếng ra xem nào. Không, bẻ bẩn lắm. Nhà không ăn. Đấy, để đấy, để đấy. Chùa, nó không nhìn thấy. Cái quả chuối bé tí hon ạ. Nó không nhìn thấy. Nào, đừng đánh nó. Đấy, thế ông nó thích chỗ này. Mình cho ra phơi nắng đi. Hôm nay không ăn nhỉ? Nó sợ đấy. Đùa, đi ngồi chắn ở cửa thì đi nhau. Anh ngồi dịch ra. Đùa, đơn độ nó chả ăn gì cả. Không ăn mà.